Dương Mịch khoe visual đỉnh cao và body đẹp siêu thực bị đồn đá ngụy đại hương để cặp kè Hứa Khải. Mới đây Dương Mịch nhận lời mời tham dự sự kiện nhãn hàng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đã lâu lắm rồi người đẹp họ Dương mới có màn livestream bùng nổ nhan sắc đến như vậy. Loạt tấm hình tại sự kiện của cô nàng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Từ khóa trạng thái của Dương Mịch đứng thứ hai top tìm kiếm Weibo suốt từ tối hôm qua cho tới sáng hôm nay. Vậy nhưng không phải gương mặt, chính body siêu thực của mỹ nhân tam sinh tam thế trở thành tâm điểm. Diện trang phục kín đáo, khoe khéo đôi chân dài nhờ đường cắt xẻ táo bạo, Dương Mịch khiến dân tình tròn mắt vì body chữ S cực phẩm. Đặc biệt, vòng một căng đầy nở nang của cô nàng chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình. Dù rằng nữ diễn viên đã giấu khá kỹ, song đây vẫn là điểm nhấn hút ống kính truyền thông. Vẫn biết vợ cũ Lưu Khải Uy sở hữu vai rùa cùng body cực phẩm, tuy nhiên tại các sự kiện người đẹp vẫn khiến cho công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chẳng trách Dương Mịch đang là tiểu hoa đáng gờm nhất showbiz khi không chỉ có độ nổi tiếng mà sắc vóc trời ban lại cực phẩm tới nhường này. Thời gian gần đây Dương Mịch vướng tin đồn đá ngụy đại huân để cặp kè với Hứa Khải. Nhiều netizen đặt câu hỏi tại sao Dương Mịch lại chia tay thiếu gia giàu có này. Nguyên nhân được cho là do gia đình Ngụy Đại Huân liên tục dục cưới, vậy nhưng nữ diễn viên tam sinh tam thế cho rằng cuộc sống kín đáo không ràng buộc như hiện tại là vẫn ổn. Chính vì vậy cô không có bất cứ kế hoạch về chung một nhà nào với Ngụy Đại Huân trong tương lai. Không chỉ vậy, một phát biểu của vị thiếu gia họ Ngụy cũng gây chú ý. Trước đây người tình tin đồn của Dương Mịch từng thẳng thắn cho rằng anh không quan tâm tới khoảng cách tuổi tác, vậy nhưng trong một sự kiện đầu năm nay, nam diễn viên sinh năm 1989 lại bày tỏ rằng anh không có sự lạc quan về chuyện tình chị em. Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi nổi tiếng gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Xét về độ giàu có của Ngụy Đại Huân có lẽ phải kể đến việc bố của nam diễn viên đại gia Ngụy Đại Lâm. Vào những năm 1990, ông Ngụy đã mở công ty bất động sản đầu tiên. Riêng tại Cát Lâm, cho đến bây giờ ông Ngụy Thiệu Lâm đã có trong tay 11 công ty, 7 công ty còn lại rải rác khắp các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Hải Nam. Mẹ của Ngụy Đại Huân cũng chẳng kém cạnh khi được coi là cao thủ giới thương trường. Nguồn tin trong giới còn cho hay, trong số 18 công ty bố nam diễn viên sở hữu, có tới 8 công ty Ngụy Đại Huân được bố giao cổ phần. Đặc biệt có một công ty mà bạn trai tin đồn của Dương Mịch sở hữu đến 99,999% cổ phần tại đây. Có thể nói nếu không làm diễn viên, Ngụy Đại Huân sẽ về nhà làm người thừa kế, sống sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì. Sau khi đóng chung bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam kém 9 tuổi Hứa Khải. Một nguồn tin còn cho hay Dương Mịch đã giới thiệu Hứa Khải với nhóm bạn bè thân thiết của cô, cho thấy mối quan hệ của cả hai rất khăng khít. Không ít fan đặt câu hỏi liệu rằng Hứa Khải có trở thành Ngụy Đại Huân thứ hai hay không. Chênh lệch nhau tới gần 10 tuổi, song Dương Mịch và Hứa Khải được đánh giá là cặp đôi đẹp của màn ảnh xứ Trung. Hiện chưa rõ thực hư tin đồn ra sao, tuy nhiên rất nhiều hình ảnh hậu trường cho thấy Dương Mịch tỏ ra gần gũi thân thiết với đàn em một cách bất ngờ. Không chỉ vậy, nụ hôn ngọt ngào của hai người càng khiến cho dân tình quán quéo. Cách đây ít ngày, netizen còn lật lại những hình ảnh tại sự kiện Men's at His Best diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Dương Mịch và Hứa Khải hóa ra từng có khoảnh khắc gây sốt. Tại sự kiện, Dương Mịch có quay xuống và nói nhỏ, nhờ mỹ nam Diên Hy công lược giúp đỡ mình mở nắp chai nước khoáng. Hứa Khải ga lăng nhận lời ngay và luôn. Không chỉ vậy, cả Hứa Khải và Dương Mịch còn có những khung hình được ví như tỷ lệ hào môn. Dù hơn kém nhau nhiều tuổi, song cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi và gây thương nhớ. Kể từ khi sinh con với Lưu Khải Uy, Dương Mịch luôn là đối tượng bị truyền thông người hâm mộ công kích chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên bị cho là người bỏ bê tuyệt tình với con gái, giao phó hết trách nhiệm nuôi con về cho nhà chồng Lưu Khải Uy. Rất ít khi cô trở về nhà thăm con, đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát năm ngoái, Dương Mịch chưa trở về Hồng Kông để gặp tiểu gạo nếp. Vậy nhưng mới đây, trang BGH đã có bài viết tiết lộ nỗi khổ tâm bấy lâu nay của người đẹp họ Dương. Không hề vô tâm như truyền thông chụp mũ, hóa ra Dương Mịch luôn bị phía nhà chồng cũ gây khó dễ khi có ý định gặp con. Bố mẹ Lưu Khải Uy không cho phép cô vào nhà. Chính vì vậy, mỗi khi muốn thăm con, Dương Mịch chỉ được gặp tiểu gạo nếp trong nhà hàng hoặc khách sạn mà thôi. Trang BGH nhận xét là một người mẹ, Dương Mịch chắc chắn sẽ không bỏ rơi con gái, vốn là máu mủ ruột thịt của mình. Rất có thể người đẹp tam sinh tam thế muốn đánh mặt truyền thông để bảo vệ sự riêng tư cho con gái. Chính vì vậy, cô sẽ lặng lẽ về Hồng Kông thăm con. Ngoài ra, netizen còn để ý tới bài phỏng vấn của Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy. Trước truyền thông, ông Lưu luôn hết lòng khen ngợi con trai mình là người bố có trách nhiệm. Tuy nhiên, luôn phớt lờ các câu hỏi liên quan đến Dương Mịch. Điều này càng khiến cho netizen tin rằng mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Dương và gia đình nhà chồng cũ không mấy tốt đẹp.